Ngày 10 tháng 3, Đoàn Thanh niên Phường Thắng Lợi đã tổ chức khai mạc giải bóng đá thanh niên phường năm 2024. Đây là giải được Đoàn Thanh niên Phường tổ chức thường niên nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao ngay từ cơ sở. Giải năm nay có 9 đội tham gia, ban tổ chức đã chia làm 2 bảng. Các đội thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra 2 đội mạnh nhất mỗi bảng vào thi đấu vòng chung kết. Để thuận tiện cho các vận động viên tham gia đầy đủ các trận đấu, nên các trận đấu sẽ diễn ra vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu đầu tiên của vòng bảng đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi. Các đội bóng liên tục cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, đẹp mắt. Đây là sân chơi bổ ích nhằm tăng cường rèn luyện thể chất cho các đoàn viên thanh niên, có sức khỏe để phục vụ công tác chuyên môn được tốt hơn. Đây cũng là dịp để các đoàn viên thanh niên giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phong trào do địa phương phát động. Với 20 trận đấu, giải sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3.